Thị trường bất động sản khó khăn buộc các chủ đầu tư dự án phải tìm cách bán hàng và tăng giao dịch từ chiết khấu trực tiếp vào giá bán, tăng thời gian hỗ trợ vay ngân sách lãi suất thấp tới mời người dân tới ở thử. Ghi nhận sau đây tại thị trường Hà Nội. Vài tuần qua, thị trường xôn xao trước thông tin một dự án chung cư tại huyện Thanh Trì, Hà Nội cho phép khách hàng chỉ cần thanh toán 30% là có thể nhận nhà ở ngay. Sau 18 tháng, nếu người mua không ưng, có thể trả lại nhà, nhận lại tiền đã đóng, với mức giá tương đương giá khách ký trên hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Theo đơn vị phân phối, chính sách trên áp dụng chỉ với các căn hộ có diện tích lớn, trên 120m2, vốn bán chậm hơn so với các căn nhỏ. Hiện nay thì đây là cái dự án đầu tiên chúng tôi áp dụng chính sách đặc biệt này. Hơn một tháng chúng tôi bán được 41 căn. Đối với cái chính sách đặc biệt này thì nó phải áp dụng tùy những dự án thôi. Ví dụ phải có những dự án phải là vị trí tốt này, vị trí đẹp này, pháp lý chuẩn chỉ này và giá phải tốt đã. Khi tìm hiểu thì mình thấy đây là một cái chính sách có thể nói là lần đầu tiên trên thị trường. Sau khi tìm hiểu thì mình thấy đây là một cái cơ hội cho mình. Chủ tự cho mình cái cơ hội được ở trong khoảng 18 tháng, không phải mất tiền lãi suất hay là trả lãi ngân hàng. Thì mình thấy đây là cái cơ hội cho mình để mình quyết định lựa chọn căn hộ tại đây. Một số dự án chung cư khác cũng tung ra các chính sách bán hàng tốt cho người mua thời điểm này, như chỉ cần thanh toán 10% là tiến hành ký hợp đồng mua bán thay vì phải đóng 30% như trước. Hỗ trợ cho vay ngân hàng với lãi suất thấp. Thì nó sẽ...